Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 4, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Tại thành phố Đà Nẵng, dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành, các quận huyện. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ năm 2011 đến năm 2020. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 cho thấy, đến nay đã có trên 96,7% cấp xã, 98,5% cấp quận huyện và trên 88% các sở ban ngành cấp tỉnh triển khai cơ chế một cửa liên thông. Đã có trên 5.500 thủ tục hành chính được rà soát, trong đó có 453 thủ tục hành chính được kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ, 3.749 thủ tục hành chính được kiến nghị sửa đổi bổ sung, 288 thủ tục được thay thế, đạt tỷ lệ đơn giản hóa 98,5%. Bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương từng bước được tinh gọn, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức từng bước được nâng lên. 1.453 cơ quan hành chính ở trung ương và địa phương được cấp giấy chứng nhận ISO 9001-2000. Mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, trong đó yếu tố hết sức quan trọng là cải cách chế độ chính sách tiền lương, nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ công chức làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Sáng ngày 5 tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị Thành ủy mở rộng lần thứ 3 nhằm sơ kết tình hình công tác quý 1 và bàn nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2011. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1 năm 2011, đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, 3 tháng đầu năm, tình hình kinh tế thành phố tiếp tục có chuyển biến tích cực, các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch đều đạt mức tăng trưởng khá. GDP tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2010, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 35,5%, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 21,5%, tổng lượt khách du lịch đạt 436,5 ngàn lượt người, tăng 15%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,5%, thu ngân sách đạt 3.674 tỷ đồng. Về xây dựng cơ bản, đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, khối lượng thực hiện các dự án ước đạt 700 tỷ đồng. Công tác vận động quần chúng xây dựng chính quyền, xây dựng đảng được các cấp các ngành tập trung chú trọng, đặc biệt là công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 8, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đảng 3 tháng 2, gần với tổng kết công tác xây dựng đảng, khen thưởng cho các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu năm 2010. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2011, trong đó đặc biệt tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện năm giải tỏa đền bù tái định cư và an sinh xã hội, đảm bảo tiến độ các công trình dự án, tổ chức tốt cuộc thi bán pháo hoa quốc tế năm 2011 nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững trong năm 2011. Thảo luận tại hội nghị, đa số các đại biểu đã thống nhất với các đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy về các kết quả đạt được trong quý 1 vừa qua. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc thống kê các con số giữa các đơn vị còn có sự chênh lệch, chưa phản ánh đúng mức độ tăng trưởng của thành phố. Đặc biệt, đây là năm thứ 3, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Song vừa qua, thành phố cũng đã còn một số mặt có điểm thấp hơn năm trước. Trong khi đó, nhiều địa phương đang có số điểm cạnh tranh quyết liệt. Vì thế, trong năm 2011, thành phố cần phải có các giải pháp và chính sách đúng đắn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội thành phố trên nhiều lĩnh vực, nếu không sẽ bị các địa phương khác vượt qua. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý 1 và cho đây là những cố gắng rất lớn của các ngành các cấp trong điều kiện khó khăn chung như hiện nay.
Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế như nợ đất đai, tái định cư còn nhiều, quản lý trật tự đô thị còn bất cập, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, tội phạm vị thành niên chưa được giải quyết dứt điểm. Từ đó, đồng chí đề nghị trong quý 2 năm 2011, các ngành các cấp cần tập trung vào thực hiện việc kiềm chế lạm phát, đặc biệt là Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát việc niêm yết giá các mặt hàng tại các chợ siêu thị và có chế tài xử phạt thật nghiêm để quản lý giá. Đồng thời ưu tiên hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, triển khai tiết kiệm 10% chi hành chính và tăng thu thuế. Riêng các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo thực hiện năm giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội, tăng cường hỗ trợ cho các hộ nghèo, đặc biệt chuẩn bị tốt cho cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, tránh các trường hợp tăng giá. Trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, các địa phương còn có phương án rà soát tốt công tác chuẩn bị, nhất là công tác tuyên truyền và lập danh sách cử tri một cách đầy đủ để cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã đề nghị các cấp ủy đảng cần quán triệt nghiêm nghị quyết 11 của Đại hội Đảng toàn quốc, nghị quyết 20 của Đảng bộ thành phố và trên cơ sở chương trình hành động của Thành ủy, các cấp cần có kế hoạch triển khai và thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Đoàn công tác Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội do ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, tiếp tục có buổi làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng khu vực 2 và cảng Đà Nẵng. Vấn đề trọng tâm mà đoàn công tác tập trung tìm hiểu là tình hình thu ngân sách trong lĩnh vực hải quan và dịch vụ cảng, nguyên nhân thu tăng giảm của từng loại thuế qua 2 năm gần đây, việc thực hiện các quy trình thủ tục thu thuế theo luật định, công tác thanh kiểm tra, truy thu nợ động và xử lý các trường hợp nợ trốn thuế, công tác giải quyết khiếu nại chống buôn lậu gian lận thương mại. Bên cạnh đó, đoàn còn tìm hiểu về công tác cải cách hành chính, đầu tư thiết bị hiện đại hóa, việc kiểm tra xuất nhập khẩu, bốc dỡ hàng. Theo báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, thì năm 2009, đơn vị đã thu hơn 583 tỷ đồng thuế các loại, năm 2010 thu tăng gần 57% với hơn 914 tỷ đồng. Tuy nhiên, tùy theo từng năm các loại thuế có mức tăng, giảm khác nhau, số nợ động đến cuối năm 2010 là gần 98 tỷ đồng. Riêng cảng Đà Nẵng, hàng năm thực hiện tốt công tác nộp ngân sách trong điều kiện kinh phí đầu tư cao, giá cước qua cảng có tăng hơn hai đầu đất nước 2%, nhưng giá bốc xếp hàng hóa lại thấp hơn nên mức thu chung cho dịch vụ hàng hóa qua cảng tương đương với cảng Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn công tác Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã ghi nhận sự cố gắng của ngành hải quan, cảng Đà Nẵng trong công tác tăng thu, chống buôn lậu gian lận thương mại, công tác cải cách hành chính, chấp hành pháp luật thuê tốt. Tuy nhiên cũng lưu ý các đơn vị cần tăng cường bám sát doanh nghiệp, truy thu nợ động quyết liệt và xử phạt nghiêm các trường hợp nợ thuế trốn thuế, tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tại buổi làm việc với Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ chiều ngày 5 tháng 4, đoàn công tác Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sự tác động từ những chính sách kinh tế vĩ mô đối với doanh nghiệp, những thuận lợi và vướng mắc trong quá trình thực thi luật quản lý thuế. Sau gần 3 năm thực hiện luật quản lý thuế, Tổng công ty đã tổ chức tốt việc thực hiện công tác hạch toán, kê khai thuế, nộp thuế luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát hiện nay cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ gặp nhiều khó khăn do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, tỷ giá biến động, lãi suất ngân hàng tăng cao. Đây cũng là khó khăn chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, Tổng công ty đề nghị Quốc hội xem xét miễn giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế đối với nguyên liệu đầu vào nhập khẩu phục vụ sản xuất xuất khẩu, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời có chính sách giảm lãi suất vay vốn lưu động. Những ý kiến này sẽ là cơ sở để đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu xem xét sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế phù hợp hơn với tình hình mới. Sáng ngày 5 tháng 4 tại Đà Nẵng, Bộ Y tế tổ chức hội nghị Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học Y dược Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của Hiệu trưởng các trường Y dược, các bệnh viện và bộ vụ có liên quan. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Hội nghị tập trung thảo luận các chuyên đề đào tạo chuyên khoa 1-2 và bác sĩ nội trú, đào tạo nguồn nhân lực y tế tuyến huyện tuyến tỉnh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế một số chuyên khoa theo nhu cầu, công tác tuyển sinh đào tạo theo tín chỉ, giải pháp và lộ trình thực hiện. Các đại biểu còn dành thời gian thảo luận đề án chiến lược hoạt động Hội đồng Hiệu trưởng giai đoạn 2011-2015. Thực tế hiện nay, nguồn nhân lực y tế ở hầu hết các địa phương trong cả nước còn thiếu, việc phân bổ đội ngũ y dược sĩ không đồng đều giữa các tuyến, chính sách thu hút và đãi ngộ đội ngũ y dược sĩ chưa nhiều.
Vì vậy, hội nghị lần này nhằm làm rõ những nguyên nhân và tìm ra giải pháp triển khai có hiệu quả các chủ trương đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, đồng thời thống nhất đề án chiến lược hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống dữ liệu, cải thiện chương trình đào tạo dựa trên các đề án sẵn có và tăng cường quan hệ hợp tác nhằm đáp ứng nguồn nhân lực y tế cho đất nước. Tiếp tục với hoạt động tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử, tối ngày 4 tháng 4, tại tổ dân phố 48, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường An Hải Đông, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8. Cử tri nhận xét, bà Kim Hồng là người có lối sống giản dị, gần gũi với bà con lối phố, chấp hành nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và các quy định tại nơi cư trú. Cử tri cũng đặt niềm tin, nếu được tín nhiệm và trúng cử, bà Kim Hồng cần cố gắng làm hết mình để xứng đáng là đại biểu của nhân dân, phản ánh được tâm tư nguyện vọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri, góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương đất nước. 100% cử tri có mặt đã biểu quyết tín nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Hồng, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Sáng ngày 5 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng thương lượng ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Tham dự có lãnh đạo công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp chế xuất, công đoàn các doanh nghiệp trực thuộc và công đoàn các trường dạy nghề trên địa bàn. Hội thảo đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết 01 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nhấn mạnh một số thành quả về công tác triển khai thực hiện, nhất là việc công đoàn cơ sở xây dựng thỏa ước đạt 83%, tăng hơn gấp rưỡi lần so với năm trước. Nhiều bản thỏa ước có nội dung chất lượng tốt, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời phân tích rõ những tồn tại trong việc thực hiện thỏa ước đối với người sử dụng lao động, với công đoàn ca cấp, với cơ quan quản lý nhà nước. Các đại biểu đã trao đổi thảo luận và thống nhất một số nội dung biện pháp nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể thời gian tới. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, tăng cường vai trò công đoàn cấp trên, đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng thương lượng ký kết, thỏa ước lao động tập thể tại các đơn vị công đoàn doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, các công tác chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2011 đang bước vào giai đoạn khẩn trương. Khán đài xem pháo hoa cũng đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành để bàn giao cho thành phố đúng thời gian quy định. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm nay, công tác tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế được chuẩn bị từ khá sớm và tiến hành đồng bộ, tính chuyên nghiệp cũng được nâng cao. Song song với công tác vận động tài trợ, tuyên truyền trực quan, chuẩn bị phát hành vé, hiện hệ thống khán đài xem pháo hoa với khoảng 26.000 chỗ ngồi đã được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ lắp ghép. Năm nay, khán đài tiếp tục được giao cho công ty cổ phần Đông Dương thiết kế và xây dựng, bao gồm hai khu nằm ở bờ đông sông Hàn, khu A đối diện với vị trí bắn pháo hoa với sức chứa khoảng hơn 10.000 chỗ, khu B là khu vực phục vụ vé xem pháo hoa, được lắp đặt tại khu đất trống phía bắc tòa nhà mẫu của dự án Olalani với sức chứa khoảng hơn 16.000 chỗ. Năm nay thì công ty Đông Dương tiến hành lắp dựng từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 sẽ bàn giao công trình. Về tải trọng cho phép một chỗ ngồi năm nay thiết kế là 250 kg trên một chỗ ngồi. Hiện nay, khán đài khu A đang được gần 40 kỹ sư và công nhân công ty Đông Dương gấp rút hoàn thành để chuyển sang lắp ghép khu khán đài B. Được biết, tổng khối lượng sắt thép để lắp ghép hai khu khán đài là trên 600 tấn, mỗi chỗ ngồi có khả năng tải 250 kg. Vấn đề còn lại là kiểm định độ an toàn và chất lượng của khán đài. Do tính an toàn của hệ khán đài nên công ty thiết kế hệ dàn giáo dàn chịu lực chính tải trọng tối đa lên tới 800 kg cho một chỗ ngồi. Với khối lượng này thì hệ số an toàn là rất cao để đảm bảo an toàn cho khán giả và du khách. Trung tâm kiểm định 2 ở khu vực miền Trung này sẽ kiểm định khả năng chịu tải của khán đài. Ước tính lượng người tập trung quanh khu vực sông Hàn để xem cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng năm nay sẽ tăng gần 50% so với năm ngoái. Vì vậy, bên cạnh hệ thống khán đài với sức chứa khoảng 26.000 chỗ ngồi, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho phép các đơn vị có tàu du lịch bán vé trên tàu xem pháo hoa.
Tuy nhiên, phải có cam kết đảm bảo về an toàn, chất lượng dịch vụ và giá vé bán không được quá 200.000 đồng một vé, một người một đêm. Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đã khai mạc tại thủ đô Bangkok từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 4. Đây là cuộc gặp đầu tiên của các nước tham gia Hiệp định Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu UNFCCC kể từ sau hội nghị tại Cancun, Mexico cuối năm ngoái. Với chương trình nghị sự 6 ngày liên tục, đại diện các nước và các tổ chức quốc tế sẽ tập trung thảo luận kế hoạch hành động sau kết quả tại hội nghị Cancun, Mexico, đồng thời đưa ra các hành động cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu. Điểm nhấn của cuộc gặp tại Bangkok là phiên họp thứ 6 của Ủy ban đặc biệt đối với các cam kết mới của các nước phát triển theo Nghị định thư Kyoto và phiên họp thứ 14 của Ủy ban đặc biệt về hành động hợp tác lâu dài theo UNFCCC. Sự kiện hơn 2.270 đại biểu đến từ 175 quốc gia trên thế giới tề tự tại Bangkok đúng vào thời điểm chính phủ Thái Lan đang phải căng sức khắc phục trận lũ lụt kinh hoàng giữa mùa khô hạn năm nay, cũng như tình hình sau động đất sóng thần ở Nhật Bản được xem là một nỗ lực chung của các nước nhằm ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Cơ quan điều tra tai nạn của Pháp hôm ngày 3 tháng 4 cho biết đã tìm thấy thi thể các hành khách và những mảnh vỡ còn lại của chiếc phi cơ Airbus A330 thuộc hãng hàng không Air France đâm xuống biển gần 2 năm trước. 228 người gồm hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay AF447 đã bị thiệt mạng khi chiếc phi cơ Airbus A330 rơi xuống Đại Tây Dương vào ngày 1 tháng 6 năm 2009, trong lúc bay từ Rio de Janeiro tới Paris. Trong những chiến dịch tìm kiếm trước đây, người ta mới chỉ tìm thấy 50 thi thể, gồm 45 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Giới chức Pháp nói rằng việc phát hiện các mảnh vỡ chiếc máy bay Air France sau gần 2 năm tìm kiếm là một bước đột phá lớn, mở ra khả năng tìm thấy các hộp đen máy bay, từ đó giúp tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4 tháng 4 tuyên bố Khalid Sheikh Mohammed, kẻ được cho là chủ mưu trong vụ đánh bom hai tòa tháp trung tâm thương mại ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 và 4 kẻ đồng phạm khác sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án quân sự Mỹ ở vịnh Guantanamo thay vì bị đưa ra xét xử tại một tòa án dân sự. Mohammed đã bị Mỹ giam giữ kể từ sau khi bị bắt tại Pakistan năm 2003. Tại phiên tòa xét xử năm 2007, các công tố viên Mỹ nói rằng Mohammed đã thú tội. Ngoài vụ đánh bom hai khu trung tâm thương mại Mỹ năm 2001, tên này còn chủ mưu một loạt các vụ tấn công khủng bố như vụ đánh bom một hộp đêm ở thành phố Bali, Indonesia năm 2002 và vụ sát hại nhà báo Mỹ Daniel Pierre năm 2001. Liên đoàn bóng đá Anh FA đã có quyết định luận tội đối với tiền đạo Wayne Rooney của Manchester United vì hành động văn tục trong trận đấu giữa MU và West Ham United tại Premier League cuối tuần qua. Theo luật, Wayne Rooney có quyền kháng cáo đến hết ngày hôm nay, 5 tháng 4. Còn trong trường hợp Rooney không kháng cáo hoặc kháng cáo bất thành, thì số 10 của Quỷ Đỏ sẽ nhận mức án treo giò 2 trận. Khi đó, Manchester United có thể xin giảm án xuống còn 1 trận. Trận đấu với West Ham United cuối tuần qua có thể được xem là một trong những trận đấu hay nhất của Wayne Rooney ở mùa giải năm nay khi anh ghi 3 bàn thắng, giúp Manchester United lội ngược dòng thắng lại 4-2 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, trong khi ăn mừng bàn thắng thứ 3, lúc cao hứng, Wayne Rooney đã ghé sát ống kính máy quay và văng tục. Nếu mức án treo giò 2 trận được giữ nguyên, Rooney sẽ không thể có mặt trong trận đấu với Fulham ở giải Ngoại hạng Anh và trận đấu bán kết Cup FA với 9 đội bóng cùng thành phố Manchester City vào ngày 16 tháng 4 tới. Sau một thời gian chia tay với đội tuyển Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Carlos Queiroz đã tìm được một công việc mới tại châu Á khi nhận lời dẫn dắt một trong những đội tuyển hàng đầu của châu lục là Iran. Theo bản hợp đồng vừa được ký với liên đoàn bóng đá nước này, cựu trợ lý của huấn luyện viên Alex Ferguson ở Manchester United, Carlos Queiroz sẽ làm việc với đội tuyển Iran trong vòng 3 năm với mục tiêu trước mắt và cũng là quan trọng nhất là đưa đội tuyển của quốc gia Tây Á này vượt qua vòng loại World Cup 2014. Từng được xem là trợ lý giỏi của ngài Alex Ferguson, nhưng Carlos Queiroz lại khá lận đận trên cương vị huấn luyện viên trưởng khi vất vả lắm mới đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lọt vào vòng chung kết World Cup 2010 và sau đó phải dừng bước ở vòng 16 đội. Còn vào tháng 9 năm ngoái, chiến lược gia 57 tuổi này bị cấm hành nghề 6 tháng do có phản ứng tiêu cực trong cuộc kiểm tra doping và cũng vừa mới được Tòa án Thể thao Quốc tế xóa án.
Vào đêm nay, UEFA Champions League sẽ trở lại với người hâm mộ với hai trận đấu đầu tiên ở lượt đi vòng tứ kết. Trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid cần phải sớm xua tan những nghi ngờ, lo lắng và cả sự giận dữ của các cổ động viên của mình bằng một trận thắng trước một Tottenham Hotspur mới chân ướt chân ráo góp mặt ở vòng tứ kết UEFA Champions League. Lúc này, đội bóng của Jose Mourinho vẫn bắt chiến bắt thắng trên sân nhà ở cúp C1, ghi 11 bàn thắng và không bị thủng lưới bàn nào, nên Real càng tin vào một chiến thắng trước Tottenham. Nhưng nếu chủ quan và sơ suất, đội chủ sân Bernabeu sẽ phải trả giá bất cứ lúc nào. Bởi những gì mà Tottenham Hotspur thể hiện ở cúp C1 mùa này cho thấy, họ hoàn toàn xứng đáng ở trong nhóm 8 đội mạnh nhất và sẵn sàng bùng nổ trước mọi đối thủ. Trong khi bên phía Real, một Ronaldo chưa bình phục chấn thương nên khả năng phối hợp hiệu quả với Adebayor hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Thì bên phía câu lạc bộ Tottenham Hotspur, Rafael Varane trong lần trở lại với sân Bernabeu này sẽ cho Real Madrid thấy đội bóng hoàng gia đã sai lầm như thế nào khi đẩy anh đi. Ở trận đấu tứ kết lượt đi còn lại cũng diễn ra vào rạng sáng ngày mai, Inter Milan cũng cần phải có một kết quả thắng trên sân nhà Giuseppe Meazza của mình mới có thể xoa dịu nỗi buồn khi để thua 0-3 trước AC Milan cách đây ít ngày tại Serie A. Đến đây đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.